Wow. Wow, da hăng mạnh tay quá à. Wow. Nhìn nè, da hình đứa nhỏ. Da hơi là đứa nhỏ hả? Không có nói gì được. Da hơi nhìn nhỏ. Da hơi còn nhỏ. Nhỏ nhỏ hả? Không có. Wow. 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 Wow, các bạn có thích Hello Kitty này không các bạn ơi? Nếu các bạn thích Spunky của mình nha. Spunky là con gì mẹ không biết? Spunky là mình là con mở anh chị xem á. Anh chị hay nhờ con chơi á. Anh hai chị hai. Anh hai chị hai hay nhờ con chơi á, mẹ nhớ không? Nhớ. Dạ mẹ em con để trên nhân chân thần chân mà trên tường con lỡ con dở lắm Hello Kitty trên tường con rồi con không có thể tháo ra được, con sợ nó rác. Con muốn mẹ đưa con. Tại vì ba không chở con đi quán cá. Mình chở con đi quán mới. Thì mới luôn. Giờ mai con cho bạn Minh Đăng. Giờ mai con sẽ dẫn bạn Minh Đăng đến thăm nhà con chơi. Mời bạn Minh Đăng. Mà Minh Đăng nói là tà lệ cho con gái. Không sao, mình có tivi nè để coi chung. Dạ con có tivi về con trai. Con sẽ mở về cho con trai. Là bữa là bữa. Chung bạn là không phải là bạn thân, nhưng con đang cố gắng để có thể nhiều like. Các bạn ơi, ủng hộ cho Minh Đăng bạn thân của mình và ủng hộ hộ mình nha. Để ủng hộ Funky đi vung đi like của mình nha. Nếu các bạn comment thì các bạn hết nằm lóc của em thì comment nha. Không phải comment đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Comment là không có like. Comment. Các bạn ơi cố gắng nha. Nếu các bạn thích bạn Funky của mình hãy cố gắng like cho mình nha. Nếu các bạn thích, nếu các bạn thích 50 lớp thì comment. Thì comment nè. Comment nha. Em mà thích 50 lớp mỗi ngày luôn á mọi người. Còn mình thấy sếp xung kia mỗi ngày luôn á mọi người. Các bạn ơi, chứ đừng coi mình. Các bạn. Dạ các bạn. Được không? Con nghe mẹ nói. Dạ con phải. Dạ mới. Dạ con phải dạy mỗi ngày hết chơi luôn á mẹ ơi. Chơi này vui hay học không? Không, cái này còn phải tập luyện. Đây là tập luyện bài học. Đây là tập luyện của con nè. Chờ thôi. Cái này dễ thua nha. Cái này hơi dễ thua. Dạ con không có thể con không có thể điều khiển tay được bởi tắt đèn và con chỉ con không có thể điều khiển tay được. Mình bận rồi, con đã bận, mình đã